Xin chào tất cả các em. Thì trong phát triển nông nghiệp thì để sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực, chúng ta cần tiến hành tổ chức lãnh thổ nông nghiệp một cách hợp lý. Vậy thì hiện nay những hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào đang được phổ biến, cũng như là những vấn đề nào đang cần được chú ý trong nền nông nghiệp hiện đại, và trong tương lai thì nền nông nghiệp thế giới sẽ định hướng ra sao? Thì trong bài học ngày hôm nay, bài số 27, với chủ đề đó là tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và các vấn đề cũng như là định hướng phát triển nông nghiệp, sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi trên. Và trong bài học này, trước hết là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp. Thì lãnh thổ nông nghiệp đó là được hiểu là một hệ thống liên kết không gian của các ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình kỹ thuật mới, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác sản xuất, và cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, lao động, đảm bảo năng suất xã hội hoạt động một cách có hiệu quả nhất. Vậy thì tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nó sẽ có những vai trò gì? Thì các em cần nhớ cho cô ba cái vai trò trọng tâm như sau. Trước hết là tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sẽ giúp cho chúng ta tạo một tiền đề cần thiết để sử dụng một cách hợp lý cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội của vùng lãnh thổ và các nước trên thế giới. Thứ hai đó là tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sẽ góp phần đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp và nâng cao năng suất lao động xã hội. Và thứ ba đó là tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sẽ tạo điều kiện liên kết hợp tác giữa các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và các ngành kinh tế khác nhau. Vậy thì chúng ta thấy rằng sẽ có tổng cộng là bao nhiêu hình thức tổ chức nông nghiệp ở hiện tại. Trước hết thì các em cần nhớ cho cô thì sẽ có 3 cái hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cơ bản nhất. Đó là trang trại, đó là thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp. Thì trong từng hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sẽ có vai trò cũng như là đặc điểm khác nhau. Và hiện nay thì hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp như cô đã trình bày là nó sẽ tương đối là đa dạng. Và trong từng cái tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nó sẽ có quy mô và các cấp độ khác nhau. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu cơ bản 3 cái hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp thôi. Thì ngoài trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp thì chúng ta còn có các hình thức khác như là hộ gia đình, hợp tác xã nông nghiệp, vân vân. Vậy thì hình thức trang trại, vai trò của hình thức trang trại ở đây đó là một cái hình thức sản xuất cơ sở, và nó có vai trò to lớn trong sản xuất nông nghiệp, kể cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Và cái hình thức trang trại sẽ góp phần khai thác một cách có hiệu quả lợi thế về địa lý, về tự nhiên, về dân cư và về xã hội. Như vậy thì trang trại sẽ có một cái đặc điểm, đó là mục đích của trang trại chủ yếu là để sản xuất nông nghiệp hàng hóa, và quy mô sản xuất của trang trại thì tương đối lớn, và cách thức tổ chức và quản lý thì tiến bộ và có thuê lao động để phục vụ sản xuất. Còn thể tổng hợp nông nghiệp thì ở mức cao hơn một xíu, đó là hình thức tổ chức nông nghiệp ở mức độ cao nhằm tạo điều kiện thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Và nó sẽ góp phần khai thác có hiệu quả thế mạnh theo lãnh thổ và đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Thì đặc điểm của tổ chức thể tổng hợp nông nghiệp đó là vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được hình thành dựa trên cái thế mạnh về vị trí địa lý ở nơi đó và điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội để sản xuất ra những cái nông sản có thế mạnh ở cái nơi đó. Và nó sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với những cơ sở sản xuất nông nghiệp, với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp. Và mức độ sản xuất sẽ tập trung cao hơn và có chuyên sản xuất một cách chuyên môn hóa để đạt được lao động một cách lao động sản xuất cao nhất. Còn vùng nông nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ cao nhất, cao hơn trang trại và thể tổng hợp nông nghiệp, và nó được sự nhằm góp phần cái việc sử dụng các cái tiềm năng và thế mạnh của vùng. Vùng nông nghiệp là cơ sở để hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp và góp phần phân công lao động theo lãnh thổ. Vậy đặc điểm của vùng nông nghiệp là gì? Là những cái nơi mà có một cái vùng lãnh thổ rộng lớn và ranh giới xác định và được hình thành dựa trên sự tương đồng về điều kiện sinh thái, về nông nghiệp, về kinh tế xã hội, trình độ thâm canh, cơ sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp, cơ sở sản xuất và sản xuất ra các sản phẩm chuyên môn hóa trên cơ sở phát huy thế mạnh của vùng.
Và hiện nay thì các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nó sẽ có những cái vấn đề cơ bản nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua phần 2 nhỏ, hai la mã. Đó là một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Trước hết thì chúng ta thấy trong một nền nông nghiệp hiện đại về tổ chức sản xuất nông nghiệp thì nhiều nước trên thế giới đã hình thành ra những cái cánh đồng lớn và các vùng chuyên canh cây trồng nhằm cho phép áp dụng những cái máy móc công nghệ tối ưu hóa năng suất và hạn chế sức lao động của con người. Và các hình thức tổ chức về lãnh thổ nông nghiệp hiện đại như là trang trại, chăn nuôi tập trung hay là khu công nghiệp tương ứng ứng dụng những cái công nghệ cao ngày càng phổ biến nhằm tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Đó là đặc điểm, đó là cái vấn đề về tổ chức sản xuất nông nghiệp. Đây là một số hình ảnh về việc ứng dụng những cái máy móc và khoa học hiện đại trong phát triển nông nghiệp trên thế giới hiện nay. Nó sẽ lớn hơn về quy mô và cho những năng suất cao hơn nhờ những máy móc, công nghệ, con người sẽ được hạn chế một cách tối đa. Xét về đối tượng trong nông nghiệp thì chúng ta thấy là đối tượng trong lao động nông nghiệp thì ngày càng đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội và các cái kỹ thuật lai tạo giống cũng như là biến đổi gen được tạo ra rất là nhiều cây trồng vật nuôi cho năng suất cao và thích ứng tốt với những thay đổi của điều kiện môi trường. Hiện nay thì chúng ta thấy là trong quá trình biến đổi khí hậu thì rất là nhiều loài sinh vật không thể thích nghi được với những cái hậu thay đổi, thì cái việc mà chúng ta lai tạo giống cũng như là các gen của cây trồng và vật nuôi thì có thể cho ra những cái năng suất tốt trong cái điều kiện thay đổi khí hậu như hiện nay. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là thực phẩm mà biến đổi gen thì cần được kiểm nghiệm một cách nghiêm ngặt trước khi mà chúng ta đưa ra thị trường để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì hiện nay thì trong sản xuất nông nghiệp thì chúng ta thấy là ngày càng chú trọng tạo ra những cái nông sản mà có năng suất cao và thích nghi với biến đổi khí hậu. Thì bên cạnh đó thì một số quốc gia đã đề cao cái sự phát triển về nông nghiệp xanh để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, có nghĩa là phát triển nông nghiệp nhưng mà vẫn chú trọng đến vấn đề môi trường. Và cái vấn đề liên kết giữa các yếu tố trong nông nghiệp bao gồm liên kết giữa khâu sản xuất này, chế biến và các khâu tiêu thụ trong nông sản ngày càng được chú trọng, tạo nên một cái mô hình khép kín và đưa ra một cái hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp ở hiện đại. Đây là mô hình về liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ và chế biến. Vừa có sản xuất, vừa có thị trường tiêu thụ, vừa có cơ sở chế biến, thì chúng ta thấy là nếu mà đảm bảo được ba vấn đề này thì ngành nông nghiệp sẽ ngày càng phát triển và hiện nay các nước cũng đang chú trọng vấn đề này. Vậy thì hiện nay thì chúng ta thấy là có một cái việc mà người ta trong sản xuất nông nghiệp thì thường người ta sẽ sử dụng chất thuốc trừ sâu cũng như là phân bón hóa học trong nông nghiệp, thì việc lạm dụng cái thuốc này sẽ gây ra nhiều cái tác hại đến môi trường và đến sức khỏe của con người. Và việc lạm dụng thuốc trừ sâu cũng như là phân bón hóa học thì chúng ta thấy là môi trường sẽ bị ô nhiễm, đặc biệt là môi trường đất, nước và không khí sẽ bị ô nhiễm một cách nặng nề. Và từ đó thì khi mà chúng ta sử dụng một cách lạm dụng thì sẽ làm cho đất bị bạc màu và nó sẽ tiêu diệt hết tất cả những vi sinh vật sống trong đất. Thì lúc đó thì đất sẽ trở thành một đất bị thoái hóa, đất bị chết, nên là sẽ không có thể cải tạo được nữa. Cũng như là lúc đó thì nó sẽ kéo theo ngành nông nghiệp chúng ta sẽ đi xuống và không thể phát triển được. Thì vấn đề phát triển như vậy thì gọi là phát triển không bền vững. Khi mà chúng ta phát triển nông nghiệp mà gắn liền với việc bảo vệ môi trường, chúng ta có thể phát triển hoài 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 thì gọi là phát triển bền vững. Và vì vậy thì trong quá trình phát triển nông nghiệp cũng như là phát triển các loại cây trồng và vật nuôi á, thì chúng ta cần chú ý đến vấn đề này. Như vậy thì định hướng về phát triển nông nghiệp trong tương lai sẽ như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng định hướng đầu tiên thì phát triển nông nghiệp bền vững là một xu hướng nông nghiệp trên thế giới hiện nay.
và trong tương lai để giải quyết được nhu cầu về lương thực, về thực phẩm ngày càng gia tăng của xã hội, thì đồng thời sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững, thì chúng ta thấy là thể hiện qua một số định hướng sau. Trước hết là nông nghiệp xanh. Chúng ta cần hiểu về nông nghiệp xanh. Nông nghiệp xanh là một cái cách thức mà để ngành nông nghiệp trong đó có thể tối ưu hóa cơ hội khai thác các nguồn tài nguyên sạch nè, dẫn đến một mô hình nông nghiệp tăng trưởng một cách bền vững và gắn với bảo vệ môi trường. Và nông nghiệp xanh hay cụ thể hơn là nông nghiệp hữu cơ sẽ đảm bảo được 4 nguyên tắc, đó là sức khỏe, sinh thái, cân bằng và cẩn trọng. Thì dần cái nông nghiệp xanh này đã trở thành hướng đi mới nhằm xây dựng một nền nông nghiệp văn minh và thích ứng với biến đổi khí hậu ở hiện nay. Và hiện nay chúng ta thấy là những cây trồng hữu cơ và những cái loại rau củ quả hữu cơ thường được bán rất là nhiều trong các siêu thị, thì đó là một trong những cái mô hình về phát triển nông nghiệp xanh. Tiếp theo đó là cái việc mà ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, thì đây là cách thức mà để nhằm chúng ta thấy là nhằm để phát triển ngành nông nghiệp, trong đó thì áp dụng những công nghệ mới nhằm sử dụng tiết kiệm tối đa cái nguồn tài nguyên nhưng mà vẫn tăng năng suất và sản lượng cho nông sản, hạn chế sức lao động của con người. Và các công nghệ phức hợp như là robot hay là cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ảnh hàng không, công nghệ định vị và viễn thám, giúp cho chúng ta có thể quản lý một cách chính xác những hoạt động nhằm tăng sinh lợi, hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường. Và khi nhắc tới cái vấn đề ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái quốc gia, đó là Israel. Thì đây là một trong những cái quốc gia đã áp dụng những công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, và họ đã tận dụng tối đa những cái nguồn tài nguyên có sẵn và cái trí thông minh của mình để tạo ra những cái công nghệ. Mặc dù là diện tích quốc gia không có nhiều tài nguyên để phát triển nông nghiệp, nhưng mà họ vẫn là một trong những quốc gia phát triển về nông nghiệp nhờ công nghệ. Thì chúng ta có thể cùng nhau xem và đi qua một số cánh đồng của Israel để thấy được về cái quy mô cũng như là về cái việc ứng dụng công nghệ của Israel như thế nào. Nông nghiệp tại Israel hiện đại. Như vậy thì chúng ta thấy là sau khi mà chúng ta đã điểm sơ qua một vài nét về ngành nông nghiệp xanh cũng như là nông nghiệp hiện đại của Israel, thì đó cũng là cái vấn đề để kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo.